Cảnh sát phát hiện bom ở Bắc Ái Nhĩ Lan, tin từ Belfast. Cảnh sát đã tìm thấy và gỡ một trái bom gài trong vùng Tây Belfast trong sáng nay. Đây là vùng trong ngày thứ năm đã có người bắn 6 phát súng về phía cảnh sát. Cảnh sát đã khám phá ra trái bom trong lúc truy lùng kẻ bắn cảnh sát tại vùng ngoại ô Dunmurry. Trái bom sau đó đã được cho nổ có kiểm soát. Cảnh sát đã tới điều tra một vụ trộm và bị bắn trong ngày thứ năm. Không có người cảnh sát nào bị thương. Một thanh niên 26 tuổi bị bắt nhưng sau đó đã được trả tự do.